trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị, đại lý Tôi Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại phần thứ ba, phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ đến 2 giờ 45 PM. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về cung tài bạch, ước vọng giàu sang của con người. Kính thưa quý vị, chúng ta sống trên thế gian này thì nhất là cái thế kỷ 21 này thì cuộc sống, sự sinh hoạt chúng ta tất cả tựa vào vấn đề tài chính, vấn đề tiền bạc, cũng như là thế giới cũng vậy. Thế giới ngày nay cái chiến tranh người ta cũng đo lường tất cả bằng vũ khí, tính ra cái sự chi phí của cái vũ khí như thế nào. Nói chung vấn đề tiền bạc, security của một đất nước cũng như là vấn đề tiền bạc, sự sống của con người là một cái nền chánh để chúng ta cân đo sự thành công, thất bại và sự sống của mình. Cho nên kính thưa quý vị, mùa hè năm nay chúng ta đầy cái sức sống, chúng ta đầy bươn chải lên, chúng ta vận phát để cho cái sự thành công trong đời của chúng ta. Ai cũng ao ước mình có một cái cung tài bạch, mình có một cái đời sống tiền bạc vững chắc và thành công. Kính thưa quý vị, dàn bài tựa theo ý của ông Napoleon Hill, người sáng tác ra cái cuốn The Secret of Success, bí mật của sự thành công. Kính thưa quý vị, quả thật bí mật của sự thành công, đây là cuốn sách rất thành công và rất là triệu người đã theo dõi cái cuốn sách này và đọc cuốn sách này đã có một sự thành công trong đời sống của mình, cũng như một số người đã thành tựu và trở lại ca ngợi cuốn sách của ông. Trong cuốn sách của ông có nói đến 11 điều, là những điều như phải có sức khỏe, phải có trí tuệ, phải có học hành, phải có một đời sống cơ bản, phải có làm việc thời giấc có điều đặn, rồi chúng ta lại có cái tầng tiềm để tạo cái một cái opportunity để mà chúng ta tạo sự thành công trong đời sống của mình, tiền bạc cũng như là mọi thứ. Đó là cái nền tảng của cuốn sách của ông Napoleon Hill. Kính thưa quý vị, nhưng đặc biệt là sau khi ông mất khoảng chừng 2 năm cuối đời ông mất, thì ông lại thêm một chi tiết nữa, đó là sự ảnh hưởng của những vì sao. Trong phần thứ 11 điều ông chỉ dẫn, ông thêm một điều nữa, đó là điều thứ 12. Ông đặt đó là Astrology, the influence of cosmos. Tức là cái vấn đề mà tử vi Tây Phương đó và cái ảnh hưởng của những vì sao tinh tú trên trời cũng làm cho cái sự thành công của ta nó thay đổi và tựa vào điều đó để mà có sự thành công. Chứng tỏ rằng là ông ta cũng liên quan đến, cũng hiểu đến vấn đề tử vi Tây Phương mà hướng dẫn con người ta muốn có sự thành công cũng phải kiểm tra đến cái tử vi Tây Phương của mình. Và kính thưa quý vị, con người của chúng ta thì tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Thiên ở đây tức là trời đất, vận thời và những yếu tố của thiên liêng, thì đó là cái vận số của con người. Chúng ta sinh ra thế gian này, chúng ta có năm tháng ngày giờ sanh, một người sinh ra đời, vì thầy nhìn vào có thể biết là người đó cả một đời nghèo nàn hoặc là giàu có, bởi cái mệnh cung và cái thân cung nó đã xác định qua cái mệnh tài cung, là cung tài bạch, ước mong sự giàu có của con người. Trong cung tài bạch, nếu mà không có khí lực, không có những cái sao lộc tồn, không có những cái phù hợp, những cái khoa lộc quyền lộc về, thì nhất định là cung tài lộc đó là cung lộc không thành công, con người đó sẽ có sự thất bại. Hơn nữa, cái nhân tướng của con người, cái đôi bàn tay, có những người có nhân tướng rất là đẹp, nhưng đôi bàn tay người ta không làm nên được sự nghiệp, cũng là xác định được. Nói chung là sát thân của một con người và lá số định mệnh của con người, ta đã xác định người ta có sự giàu sang và phú quý. Nhưng chúng ta có một cái trí tuệ, chúng ta có một cơ bản của người, chúng ta phải đều theo cái phương pháp của ông Napoleon Hill, chúng ta phải trau dồi kiến thức, phải học hỏi, phải tạo tất cả niềm tin của mình, xong rồi kiểm tra lại cái số mệnh của mình để chúng ta có một cái đời sống thành tựu và tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, chính vì thế mà chúng ta cứ làm việc cho có sự giàu có, nhưng mà không có đam mê và bỏ hết tất cả tâm huyết của mình vào trong cái sự làm giàu. Như thế chúng ta sẽ bị đau khổ khi chúng ta thất bại. Biết số giàu nghèo của chúng ta, thì như thế chúng ta sẽ có một đời sống an nhiên, tự tại. Chúng ta bình tâm để từ tốn mà đi. Đó là cái nguyên tắc của cái sự thành công dựa vào cái số mệnh, lá số tử vi. Có sức khỏe, ăn mặc đầy đủ, chi phí đầy đủ, hàng ngày sống vui vẻ, bình tâm, an nhàn,
đó là cái sự thành công qua lá số tử vi và số mệnh. Kính thưa quý vị, nhân tiền đây thì chúng ta biết rằng là hầu hết những người lớn tuổi ở đất nước Mỹ này đều có tiền hưu và tiền già. Tức là chúng ta đã có một cái cơ bản để có sự sống rồi đấy. Chúng ta có financial tiền hưu, tiền già vào mỗi tuổi già đó. Và chúng ta nếu mà có cái cơ bản thêm cái nhà cửa ổn định, có sức khỏe nữa, thì đó là một cuộc sống thần tiên trong cuộc đời của chúng ta rồi. Và đừng có bị cái cám dỗ sức mạnh của đồng tiền làm cho chúng ta phải chao đảo, lo lắng, tâm tư bất bình an, để đi đến nhiều cái khó khăn trong cuộc đời của mình. Đó là cái những cái nền tảng của trong cái bài nói ngày hôm nay, cung tại bạch, ước vọng giàu sang của con người. Đến đây tôi xin phép vào phần muôn sự tại nhân thành sự tại thiên, giảng giải lá số tử vi. Dạ, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh của người là vào ạ. Dạ, tôi tên là bố sinh ngày 22 tháng 7 vào lúc 6:05 chiều ạ. Sinh năm 1984 ạ. 2:45 chiều. Như thế là người này có khả năng sẽ sinh vào giờ Mùi. Lắng nghe nhá, người nữ này có cái số mệnh mệnh là mệnh thiên cơ ngọc thái tuế phục binh đó, năm nay mới 34 tuổi tôi thôi nhá. Nhưng mà người này có cái mệnh thiên cơ, người đàn bà mà có thiên cơ thái tuế ngọc phục binh đó mà có không kiếp về, đây là người đàn bà phải nói là sức khỏe khỏe mạnh lắm nha. Người sinh ra đời để mà lao động, để làm việc, để chung chuyên vất vả đó, chứ không có phải mà tiểu thư con gái mà ngồi hưởng nhàn đâu nha. Cuộc đời của người này đầy chiến đấu, từ lúc nhỏ đã cố gắng bương chải chiến đấu rồi, có chồng nhưng mà cuộc đời sống của người chồng chỉ nặng về vấn đề kinh tế phát triển mà thôi, cho nên là một đời bận rộn lo lắng mọi thứ, nhưng mà tiền bạc thì lúc có nhất, lúc tương đối vững vàng nhất đó là khi mà vào đến tuổi 35 cho tuổi, tức là vào từ năm tới trở đi thì cuộc đời mới được 10 năm phát triển, sau đó thì xuống lại và 50-52 tuổi giàu có cho tới 62 tuổi, sau đó chết vì quá sức cực khổ mà bệnh mà chết nha. Số lượt số mệnh là như thế. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh. 52 tuổi giàu có cho tới. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Alo. Alo. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Ngày 9 tháng 9 năm 1949. Vâng. Sinh vào lúc mấy giờ ạ? Dạ. 6:30. Sáng hay chiều ạ? Dạ sáng. 6:30 sáng giờ Mão. Và đây là nữ hay nam ạ? Dạ nữ. Rồi tôi xin lặp lại nhé. Người nữ sinh vào ngày 9 tháng 9 dương lịch năm 1949. Vào sinh giờ Quý Mão, người này có một mệnh số như sau. Kính thưa quý vị, người nữ này là một người nữ có mệnh thiên cơ nữa, mệnh hỏa thiên cơ, đóng tại hỏa. Đây là cái người mà có bộ tam hợp và thái tuế về. Đây là người đàn bà sinh ra đời để mà là người làm việc, tảo tần, chịu khó, lo lắng đủ thứ cho gia đình, cho con cái, tảo tần, mệt mỏi. Nhưng mà đời này là thăng trầm kinh khủng lắm. Người đứng đắn đàng hoàng, nhưng mà đến cái giai đoạn từ 36 tới 37 tuổi đó là cuộc đời gặp nhiều sóng gió trong gai, tiền bạc cực khổ lắm, mà rồi phải làm lại tất cả các cái, phải làm lại tất cả sự nghiệp của mình, mãi cho đến khi tuổi 55 tuổi trở đi thì tiền bạc mới vững vàng mà khá giả cho đến giờ cuối đời của mình. Và cuối đời của mình thì ở tuổi này là tuổi đi rất là nhiều, nhà đi đây đi đó, đi thăm bà con, travel rất là nhiều, và cuối cùng của người đời là cái cuối cùng cuộc đời của người này sẽ là cái người mà về già thì được cái sự sống đi đây đi đó, quan hệ mọi sự vui vẻ và rất là thọ trên 88 tuổi. Cảm ơn. Chào may mắn. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Alo, xin cho biết năm tháng ngày sinh của người kế tiếp ạ. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. Sanh tháng 1 ngày 24 năm 66. Rồi, ngày 24 tháng 1 năm 1961,
và sinh vào lúc mấy giờ? À, khoảng 4:49 sáng hay chiều ạ? 4 giờ sáng. Rồi, như vậy là người này có khả năng sinh vào giờ Dần. À, 4 giờ sáng. Đúng rồi. À, tôi xin lặp lại. Người nam này có sinh vào ngày 24 tháng 1 năm 1961. Năm 1966 và sinh vào giờ Mão. Số mệnh của người nam này như sau. Người nam này năm nay đã 52 tuổi. Người này có một cái mệnh thiên phủ, ngộ thiên tướng. Đây là cái người mà cả một đời thiên phủ là nặng về kinh tế, về làm ăn, về kiếm tiền. Người này thì tương đối học hành được, có bằng cấp, giỏi, lúc còn trẻ kiếm tiền rất là nhiều. Nhưng mà đến cái giai đoạn từ khi mà vào tới tuổi 34 trở đi đó, thì đầy sóng gió, không trong gai, cực khổ mà thất vọng. Mãi cuối cùng người này là được cái tiền vận, nhưng mà trên 65 tuổi thì cuộc đời mới trở nên an bình và hạnh phúc lại. Cuộc đời đầy sóng gió trong gai, được cái cung vợ, nhưng mà con cái thì rất là khó khăn và ít chút may mắn. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần kết luận của chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta có chủ đề cung tà bạch, ước vọng giàu sang của con người. Thì đây là một cái sức mạnh của cái cuộc sống của chúng ta, bởi cái đồng tiền, bởi cái sự an toàn trong đời sống của chúng ta, nhất là vào mùa hè này, mọi người đều đổ tâm, đổ lực vào để mà phát triển cái sự nghiệp kinh tế cũng như là cái công việc của mình. Và kính thưa quý vị, sự đời, sự học hỏi, sách dạy từ khắp nơi, từ người ta cũng đều khuyên chúng ta, và cái cuộc sống của chúng ta là còn trẻ, chúng ta phải học hành, phải cố tận nhân lực, chúng ta phải tận nhân lực rồi chi thiên mạng, chúng ta phải có học hành, chúng ta phải có bằng cấp, chúng ta có một đời sống vững vàng, chúng ta phải có sức khỏe, chúng ta phải biết tiết kiệm, chúng ta phải tạo cái cơ bản của mình, lấy cái nền đó để mà chúng ta phát triển toàn bộ. Tuy nhiên, trong đó số tử vi nó cũng đã nói những cái gì đó về cái sự giàu nghèo của mình rồi. Mình nên kiểm tra qua cái sự giàu nghèo của mình đó, để chúng ta có một đời sống an nhiên, tự tại, bình tâm mà sống. Đó là nguyên tắc của sự thành công và đề tài của chủ đề cung tà bạch, ước vọng giàu sang của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc, một tuần đầy thắng lợi. Xin kính chào quý vị.